Tỉnh Sóc Trăng có hàng trăm nghìn hecta trồng lúa và hoa màu nên nhu cầu sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật rất lớn. Bước vào vụ hè thu, lực lượng chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường vật tư nông nghiệp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Hiện toàn tỉnh có khoảng 850 cơ sở kinh doanh phân bón thuốc bảo vệ thực vật. Trong quý một năm nay, thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã lấy 23 mẫu phân bón thuốc bảo vệ thực vật kiểm tra chất lượng. Cục quản lý thị trường cũng tăng cường công tác quản lý địa bàn nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại, đầu cơ găm hàng.